Sư phụ, người hãy mau tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Xử xong chúng, tôi sẽ đi tìm người. Mau tìm một nơi nào đó an toàn để chúng không thể tìm ra. Xin chào các bạn. Tên của mình là Carry. Bây giờ là về cô la. Có cái gì đó kỳ kỳ hay sao? Khoan, sao cậu lại có thể di chuyển được vậy? Hãy gọi ta là sư phụ. Cô bé thấy đó, ta đang tìm một chỗ an toàn để ẩn náu. Ta mượn tạm từ gấu bông này thôi. Ta sẽ để người chiếu cầu quay phim. Sẽ chân thật. À mà nè, ta chỉ quay 10 giây thôi nha. Tên sư phụ, được rồi, hãy đợi đó, ta nhất định sẽ bắt được hắn. Để những người vô tội được yên đi, chuyện này là của chúng ta. Đầu hàng và thả cô la ra ngoài. Okay. Cùng chiến.